Sáng 4 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn chuyên gia về thẩm định dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Hội thảo trực tuyến có sự tham gia của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS và các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, chiến lược vaccine là mấu chốt, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống dịch. Việt Nam có hai ứng viên vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, 3 và đang cân nhắc xem xét tiến tới cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 Nanocovax. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Do đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ mong muốn thu nhận nhiều kinh nghiệm từ các chuyên gia của WHO, MFDS, Hàn Quốc và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine, đặc biệt là vấn đề cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho biết, hai ứng viên vaccine trong nước gồm Nanocovax và Covivax đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và thứ 2. Trong đó, vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen do Học viện Quân y nghiên cứu đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, gồm 3A và 3B, thực hiện đánh giá 3 yếu tố: tính an toàn, tính sinh miễn dịch, hiệu lực bảo vệ trên người Việt Nam tình nguyện từ 18 tuổi. Trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3A của vaccine này, đơn vị nghiên cứu đã tiêm cho 1.000 trường hợp, đánh giá giữa kỳ tính an toàn, tính sinh miễn dịch. Giai đoạn 3B đã tiêm vaccine trên 12.000 đối tượng. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, dự kiến ngày 7 tháng 8 sẽ đánh giá tổng thể kết quả cuối cùng của giai đoạn 2 và trước ngày 15 tháng 8 sẽ có đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A. Các cơ quan liên quan sẽ rà soát để có dữ liệu ban đầu về tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vaccine trong giai đoạn 3A. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang đánh giá, Nanocovax là một trong những vaccine được tạo điều kiện để triển khai nghiên cứu, phát triển nhanh chóng trong thời gian qua. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, qua nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, Nanocovax an toàn và có tỷ lệ sinh miễn dịch cao, đang tiếp tục được đánh giá về hiệu quả. Với vaccine Covivax do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAX nghiên cứu, nhóm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đang đánh giá tính sinh miễn dịch trong giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2. Kỳ vọng cuối quý 3, đầu quý 4 năm nay sẽ có kết quả đánh giá thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine này để bước sang giai đoạn 3. Đại diện WHO thông tin, trên thế giới có 17 vaccine COVID-19 đang được sử dụng, trong đó có 7 loại được WHO cấp phép khẩn cấp. WHO khuyến khích Việt Nam cần xây dựng hướng dẫn cấp phép lưu hành, sử dụng khẩn cấp để áp dụng với vaccine sản xuất trong nước và nhập khẩu, sớm hoàn thiện thông tư về vấn đề này. Bên cạnh đó, WHO cũng đề nghị Việt Nam cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy tiến trình cấp phép trong tình trạng khẩn cấp để giảm rủi ro trong quá trình phát triển vaccine. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.